Hello, xin chào tất cả các anh chị em đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hôm bữa em thấy anh chị em hỏi em về cái dòng xe Creta 50 này. Thấy cái hiệu ứng về cái dòng xe Vespa 50 khá là nhiều luôn. Nên là cái phần Creta 50 này thì hôm nay cũng về phiên bản mới 2023 này. Nên là em cũng sẽ cập nhật cho tất cả anh chị về cái giá xe. Trước khi cập nhật giá xe thì em sẽ trả lời một số thắc mắc cho anh chị. Thứ nhất là địa chỉ cửa hàng ở đâu? Địa chỉ cửa hàng của em là ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Có hai chi nhánh anh chị ha. Sắp tới thì sẽ mở chi nhánh ở dưới Củ Chi nữa. Đấy, đó là dự định sắp tới của bên công ty tụi em ha. Rồi, vậy thì hiệu ứng về Vespa 50 anh chị hỏi khá là nhiều. Rồi nhưng mà chiếc Creta này thì em nghĩ là phù hợp với lại mấy bạn trẻ nhiều hơn là mấy cô chú có tuổi. Mấy cô chú có tuổi thì mua những chiếc Vespa 50 thì đi nó ok hơn. Hoặc là mấy bạn mà nam á, thì thích đi CX 50. Đấy, tí nữa mình sẽ báo luôn giá CX 50 cho các bạn nam trong đây luôn. Đấy. Rồi, thứ hai là nhiều anh chị á, hỏi em về những cái xe 50 này á, là có chi nhánh ở dưới Kiên Giang, ở dưới miền Tây, ở dưới Hà Nội, ở dưới Hải Dương này nọ, kiểu tùm lum la chân, hỏi rất là nhiều. Thì em nói thì cái cửa hàng của em á, thì chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và nhiều anh chị có hỏi là ship xe như thế nào, hôm nay em sẽ giải đáp cho anh chị luôn ha. Đầu tiên ha, thì em biết cái vấn đề anh chị thích chiếc xe này khá là nhiều, mua cho con nè, hoặc là mua để cho gia đình mình đi chợ, đi vòng vòng xung quanh này cũng khá là ok, rất là xinh xắn. Thì cái khó khăn của bên tụi em á, là khi mà ship xe về những cái miền Tây thì tụi em sẽ hay ship bằng những cái chành xe Tô Châu chẳng hạn. Còn nếu như ở ngoài Bắc thì em sẽ ship bằng cái vận tải nhất tính. Đấy, thì ngày xưa thì tụi em á, em bán xe cổ á, có những chiếc xe 100-200 triệu, 300-400 triệu á, khi mà chuyển xe về cho khách hàng là khách hàng phải chuyển khoảng 100% số tiền đó. Tụi em sẽ chụp hình phiếu giấy tờ này nọ các kiểu cho khách, rồi khách dẫn đợi xe về tới Hà Nội này nọ kiểu cho anh chị luôn. Đấy, thì các anh chị biết sao không, nhiều khi á tụi em kêu anh chị chuyển khoảng 50% chiếc xe này hoặc là 100% chiếc xe này thì anh chị lại sợ là sẽ bị lừa đảo này nọ kiểu, không biết là xe có về tới tay mình không. Thứ hai nữa là cũng khó cho tụi em là vấn đề là ở những chành xe đó người ta không có nhận thu tiền hộ giúp cho tụi em. Nhận thu chỉ thu cao lắm là 50% tổng giá trị chiếc xe thôi, chứ không nhận thu 100% tổng giá trị chiếc xe. Nên là bên tụi em bắt buộc là nếu mà anh chị cần ship xe này thì tụi em sẽ phải làm giấy tờ cho anh chị, thì anh chị chuyển khoản cho bên em không. Bên em sẽ làm giấy tờ này nọ kiểu, chụp hình gửi cho anh chị, đóng mộc công ty đàng hoàng. Và anh chị cứ yên tâm một vấn đề đó là em là Cua Vlog 61 và ở tại cửa hàng này em vẫn có mặt ở đây, và em không vì vài chục triệu hay là nọ kiểu mà có thể mà gọi là lừa gạt anh chị nọ kiểu để sau này mất tiếng tăm là không thể nào sống nổi ở trên kênh YouTube này nữa, đúng không? Nên là nếu mà anh chị nào á mà thật sự quá thích nó thì anh chị có thể ship xe bằng chành xe Tô Châu nếu ở miền Tây, chuyển khoản 50% tổng giá trị chiếc xe này giúp cho em, tụi em sẽ có giấy tờ chụp hình gửi cho anh chị. Và khi mà cái xe đó được nhà xe nó nhận xe thì bên nhà xe đó cũng sẽ gọi liên hệ với anh chị luôn. Đấy, nhà xe đó sẽ liên hệ với anh chị. Chỉ trong vòng một ngày thôi là nhà xe sẽ liên hệ với anh chị là à, anh chị có cái chiếc xe này ship về này nọ kiểu đó. Hoặc là nếu mà không gọi thì bên em cũng sẽ khi mà gửi xe qua chành xe Tô Châu, tụi em sẽ chụp hình và gửi qua Zalo cho anh chị. À, chiếc xe đã được nhận ở bên xe Tô Châu rồi. Nên là anh chị cứ yên tâm vấn đề đó ha. Đấy là cái độ mức độ tin tưởng với nhau khi mình làm việc thôi, đúng không? Rồi, thì đó là cái thắc mắc mà anh chị hỏi là ship xe. Thì chi phí ship xe là anh chị phải chịu chi phí. Nếu ở ngoài Bắc có chi phí ship xe đâu đó cũng khoảng là mà kẹn kỹ xe nha thì cũng phải là 1-2 triệu, lại vì phải đóng thùng gỗ, ở nhất tính là đóng thùng gỗ và vận chuyển bằng tàu hỏa. Đấy, còn như ở Tô Châu nọ thì các anh chị nhận xe thì cũng nhanh thôi, chứ một ngày là có rồi. Và chi phí thì anh chị nói chung là cũng không phải liên hệ với em, để biết anh chị ở chỗ nào và em sẽ liên hệ với bên Tô Châu, bên chành xe này nọ kiểu để xem được là cái phần mà chi phí vận chuyển bao nhiêu thì em sẽ báo với anh chị. Đấy, anh chị ok ha. Rồi, thì đó là cái vấn đề mà ship xe nha. Mong là sau cái phần giải thích này của em á, anh chị có thể mua được những chiếc xe Vespa 50, CX 50, Quay 50, Creta 50, Dream 50 dành cho con của mình để đi học, hoặc là cho gia đình để mình đi nọ, cho ba mẹ để ba mẹ già thì có thể đi chợ vòng vòng xung quanh này nọ kiểu, trong chợ nọ kiểu. Đấy, rồi đó là phần ship xe ha. Anh chị có thắc mắc gì thì cứ để mình lựng phía dưới cho em biết. Đấy, anh chị cứ yên tâm vấn đề mà đặt cọc hay là chuyển khoản trước cho tụi em, anh bảo đảm Cua Vlog sẽ đứng ra là bảo đảm cam kết với anh chị là không làm cho anh chị bị mất tiền hay gì đâu, cứ yên tâm ha. Rồi, tiếp theo bây giờ giá bán ha. Thì cái chiếc Creta 50 này á, đây là phiên bản 2023, nó sẽ có cái thiết kế nó mới hơn, đẹp hơn, giống như là Vespa 2023 vừa rồi, clip vừa rồi em đã quay đó.
thì nó cũng thiết kế lại đẹp hơn, tinh chỉnh đẹp hơn. Thì chiếc Ryan 50 này cũng vậy. Thì bây giờ em sẽ quay hai chiếc phiên bản 2022 và 2023 này để cho anh chị xem thử là phiên bản nào đẹp hơn phiên bản nào và giá hiện tại như thế nào ha. Rồi anh chị có thể xem nè, đây là chiếc Creta 50 màu cam rất đẹp luôn, màu cam với phối lại màu màu sữa dưới đây nè ha. Đó, cái mũi heo của nó nè, mũi heo nó màu đen nè, phiên bản mới nè. Đó. Rồi, phiên bản cũ á thì nó sẽ là mũi heo nó sẽ là màu bạc. Đây, anh chị có thể thấy nè. Đây, thấy chưa? Đấy. Rồi, em sẽ có màu xanh nè, màu hồng nè, màu trắng nè, rồi màu trắng đen nè ha. Còn bên đây là chiếc Scooter thì nó là phiên bản khác rồi, và một chiếc xe khác rồi. Đó. Màu trắng sữa này rất là đẹp luôn, rất thích hợp cho những bạn nữ luôn. Còn bạn nữ nào mà kiểu như là hơi mạnh mẽ hơn tí xíu á thì em nghĩ là đi chiếc Raya màu cam này là quá phù hợp. Đây. Màu cam hoặc là màu xanh xi măng này đây. Màu xanh xi măng đây. Đấy, anh chị thấy ok không? Rồi, ở đây ngoài ra em còn có một cái chiếc là màu đỏ đô nữa nè. Nó cái màu là cũng giống như là Vespa 50 luôn. Màu đỏ đô đây. Đấy. Bên đây là Vespa 50 nè, thuộc về luôn nè. Vespa 50 em bán quá được luôn anh chị. Ôi ôi, Vespa 50 của em ngoài đây còn nữa nè. Đó, có cái màu xanh này em không cho anh chị xem là không được luôn á, tại vì phải dựng ngoài đây nè. Màu xanh này rất đẹp luôn. Đấy, anh chị thấy chưa? Màu xanh này là màu tuyệt vời. Trời ơi, đang quay Raya 50 mà phải đi ra đây quay Vespa cho anh chị. Chắc clip sau mới lên Vespa nữa, quá trời đẹp xuất sắc ghê. Rồi tiếp theo ha, Raya 50 thì có những cái gì? Đây. Raya 50 thì mặt đồng hồ nó chỉ là mặt đồng hồ cơ thôi. Giá hiện tại của thằng Raya 50 này là 19 triệu ha, rẻ hơn Vespa 50 là 500.000, 19 triệu. Đấy, chìa khóa thì là chìa khóa cơ bình thường thôi. Và nó có cốp xe khá là rộng rãi luôn. Đó. Cốp này thì các bạn mà đi học á, mình có thể nó tặng cái thảm cho mình nữa nè. Khi mà mình để chân này nọ dơ thì mình có thể lấy ra mình chà rửa sạch sẽ, không bị ảnh hưởng tới phần cái sàn để chân này của mình. Những cái xe mà sàn phẳng như thế này á, thì mấy bạn đi mưa mặc áo mưa nó sẽ rất là dễ ướt ở dưới cái sàn này và ướt ba lô của các bạn, nên là cái cốp to như thế này nó giúp cho các bạn có thể để được ba lô tập sách này nọ vừa dặn thoải mái. Còn nếu mà muốn rộng rãi hơn thì mình mua Vespa 50 cốp đựng ba lô là bao đã luôn. Ok ha. Yên này thì nó hơi ngắn hơn so với là Vespa tí xíu, nhưng mà vẫn đi được hai người, rất là dễ thương. Đấy, phần đuôi ở đây. Rồi, xe này thì cũng có thắng đĩa luôn ha các bạn. Đó, các bạn mà có thắc mắc vấn đề gì thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại dưới bên góc màn hình nha. Anh chị nào muốn mua xe cho con thì mà mua trả góp á, nếu xe này nè 16 tuổi là mình có thể đứng tên được rồi, nhưng mà phải mua tiền mặt. 18 tuổi thì mình có thể mua trả góp. Anh chị nào mua trả góp cho con á thì những chiếc xe này anh chị đưa trước cho em khoảng tầm là 4 triệu là, hoặc là 6 triệu, 5 triệu thôi. 5 triệu chắc chắn nhất là anh chị có thể lấy chiếc xe này về rồi đó. Còn như đâu mình trả góp hàng tháng thì mười mấy triệu, thì hàng tháng anh chị trả cho khoảng tầm là 2-3 triệu gì thôi. Nó cũng rất là nhẹ nhàng ha. Đấy. Rồi thì nói chung là đó là sự cập nhật của em vào dòng xe Creta 50 ngay tại thời điểm này. Anh chị mà có thắc mắc hay là muốn biết chi tiết như thế nào thì có thể lăn bánh này nọ tỉnh huyện thị xã của anh chị á, thì anh chị liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại dưới bên góc màn hình nha. Em có Zalo, anh chị có add Zalo của em là nói chuyện thoải mái tới sáng luôn. Và còn vấn đề ship xe thì em đã nói với giới thiệu lúc đầu rồi, anh chị chịu khó là phải tin tưởng với em chút xíu, tin tưởng của Vlog xíu. Ship xe cho anh chị đàng hoàng để đạt được chiếc xe yêu thích cho anh chị và mua cho con cái mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những clip tiếp theo ạ.